Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Việt Hoàng và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để download map trong Osu Droid. Bây giờ mình bắt đầu cài đặt. Ủa, cái này không còn xin vô lệ vô hả ta? Không. Em muốn xin. Bây giờ vẫn chưa có cái bài nào. Bây giờ mình sẽ tải. Mình sẽ chỉ các bạn cách download. Đầu tiên thì các bạn vào trang này osu.ppi.sh. Đăng nhập các kiểu đồ đầy đủ rồi bắt đầu tải. Mình sẽ lựa đại một biết nó. Bạn mẹ rồi tao lót. Chờ tí, mình sẽ cắt đoạn này. Rồi sau khi download map xong rồi bạn hãy làm theo mình. Nhầm ấy. Copy nhiều hơn. Di chuyển tới bộ nhớ thiết bị Osu Droid. Xong và chuyển đến đây, vào lại Osu Droid. Đấy, map có rồi. Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe rồi để ủng hộ cho mình làm các video hướng dẫn tiếp theo.